em mới lớn mà, mới có 20, 21 tuổi thôi. Mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn. Thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau. Thì tới trưa ngày hôm sau, tới trưa ngày hôm sau. Thì số tập? Dạ 12. Trời ơi! Ôi, phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à, đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày thôi đó. Trời ơi, như vậy dọn dẹn. Mới 2 ngày thôi, 16 tập. Dạ, tiếp theo xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả khán giả có mặt tại phim trường hôm nay. Dạ, em tên là Ngô Xuân Huy, hiện tại em 26 tuổi. Quê quán của em là Đồng Tháp nhưng mà đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, giờ mời cô dâu xinh đẹp. Dạ, em tên là Trần Thị Bảo Yến à. Là em năm nay là 29 tuổi. Quê quán của em là ở Đồng Tháp nhưng hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai đứa là cùng quê ha. Yến và Huy. Dạ. Có phải là hai bạn quen nhau từ cái thời ở dưới Đồng Tháp không? Dạ. Hay là sau này lên Sài Gòn rồi mới quen? Dạ, em lên Sài Gòn rồi mới quen ạ. Qua thông qua một người bạn cũng từ quê Đồng Tháp lên thì bạn đó thì không có xe thì mới rủ em là chở đi chơi. Thì em cũng rảnh quá thì em cũng xách xe em chở bạn đó đi. Thì vô tình thì gặp chồng em với một người bạn nữa đang đứng đợi ở Bến Thành á. Lần đầu tiên em gặp mặt ảnh thì em có cái ấn tượng gì về ảnh không? Dạ hoàn toàn là không ạ. Dạ, em chỉ là tập trung với cái người bạn của mình thôi. Chứ mình không có để ý đến người khác. Tại vì người khác đều là người lạ cho nên mình chỉ biết đến bạn của mình thôi. Còn Huy thì sao? Dạ thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cảm thấy thích. Tại vì vợ mình xinh quá. Thích liền luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi là sau đó em là người chủ động cua vợ em đúng dạ, không? Dạ thì em là người chủ động. Hôm đó là bạn em mượn điện thoại để điện cho vợ em. Rồi xóa hết những tin nhắn Rồi em mới vô tình là em nhìn ngang, em nhớ số liền. Và khi về cái em cũng có nhắn tin hỏi cái không biết ai hết trơn. Nói chung trong cái lúc đó thì cũng trao đổi cái Facebook với nhau. Thì nhắn tin Facebook thôi Thì chồng em mới khi em thôi ở đó đi đợi. Thì chồng em mới hồi hộp cái gì đó không biết cái mới gọi điện thoại cho em. Em cũng bất ngờ, ủa sao mà biết số điện thoại của mình Thì cứ nhắn tin thì em là thích gì thì nói chuyện hoặc là gọi điện thoại. Chứ em rất là ghét nhắn tin kiểu xì tin á, kiểu lúc đó mình cũng lớn rồi. Em mới nhắn tin cô cuối em mới nói là thôi điện thoại hết tiền rồi cho nên là không có nhắn nữa. Cái chồng em mới nói đợi chút để bắn tiền qua cho em nghĩ bình thường thôi. Thì một chút xíu sau thì bắn qua em 50. Đây là lần đầu tiên có người mình bắn điện thoại qua. Dạ, em cảm thấy ấn tượng từ đó. Rồi sau đó là chắc có lẽ là các bạn hẹn hò với nhau đi ăn uống đi chơi đồ với nhau nhiều đúng không? Dạ, trong cái lúc đó là em đang có bạn trai cho nên là em cũng nghĩ bình thường bạn bè thôi. Nhưng mà sau một thời gian thì em với bạn trai em chia tay thì chồng em mới là người giống như ở phía sau á, kiểu như là chia sẻ cái này cái kia nọ thì âm thầm an ủi. Dạ đúng rồi. Thì em mới nhắn tin với chồng em kiểu giỡn thôi thì em nói Huy làm bạn trai Na không? Tại đến bây giờ chồng em với em cũng kêu là Na với Huy, chưa bao giờ kêu anh em hay chồng vợ được. Mới quen thì đang nói chuyện rất là bình thường, tự nhiên em thấy rất là lâu nha chị, có khoảng 5 phút không thấy trả lời em tin nào hết. Cái em bên đây là em mắc cười rồi, là em nghĩ là trên đó chắc bên đó chắc nghiêm túc lắm á. Thì em mới im lặng một hồi lâu, em mới nhắn tin một lần nữa thì em mới là Huy ơi, cái nói nghe nè, cái nói xong trả lời. Thì chồng em suy nghĩ chút với chồng em nói đồng ý. Thì cái đó là cái lời gợi ý thôi, em chỉ nghĩ là vui thôi chứ em không có nghĩ là quen. Cái lúc đó em nhận được cái tin đó thì em có xúc mồ hôi giống như nãy không? Dạ, khi mà em nhận được cái tin nhắn đó thấy bị rối xóa não liền đúng không? Thấy giống như là em mới lớn mà, mới có 20-21 tuổi thôi mà tự nhiên có người nói thẳng ra quá, cái em mới bắt đầu bị rối. Em mới thôi thử đi, đồng ý luôn. Mà sau đó thì như thế nào? Em mới điện thoại cho vợ em là hẹn đi chơi. Thì chỉ là đi vòng vòng rồi đi ăn rồi đi ra bờ sông nói chuyện thôi. Bắt đầu là ra bờ sông anh giặt áo phơi. Rồi sau đó là đi đâu nữa? Dạ đi đâu nữa? Sau khoảng một tháng hơn là lúc đó em với vợ em đi công viên. Đang đi công viên xong em thấy trời nắng quá, em nói thôi
mình vô khách sạn đi. Đó, 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 đó. Rồi sao này, đi vô khách sạn làm gì? Và em hỏi vô đó làm gì, nó thôi trời chưa nắng quá. Vô trọng tắm rồi nghỉ trưa thôi. Rồi sao? Rồi lúc đó là vô là vợ em tắm trước. Vợ em mới đi ra ngoài. Xong em mới nói là thôi để tắm vô tắm luôn. Cái nói chung là không có nghĩ là làm cái chuyện đó. Rồi tắm xong rồi làm cái gì? Na, kể đi nè. Lúc đó ổng sao? Thôi để người ta đang hứng. Chàng trai mới có 21 tuổi thôi. Ngắt ngang, trời ơi. Dạ lúc đó hình như có 20 à. 20 đâu? 20 thôi. Thì vô ông đó tắm xong, chồng em tắm xong thì em lên đó ngồi nói chuyện. Nói chuyện hồi thì chồng em mới hung em. Hung rồi gì tới tới. Thì chồng em là còn zin. Em cướp đời trai của anh ta. Dạ. Nhưng mà trước đó là em đã biết là Huy nhỏ hơn em đúng không? Dạ không, em không biết. Sau khi ra khỏi khách sạn á thì em đi ra trước thì em mới lại em giật cái chứng minh. Em nhìn mẹ thấy 1994. Trời ơi. Em ngỡ ngàng. Đàn em mình. Nhưng mà cũng vẫn thích, thì cái gu của em là thích trẻ trẻ. Cái lần đầu của em sao Huy? Dạ thì cái lần đầu của em nó sợ lắm, giống như là mình hồi hộp. Mà mình lúng túng, mình không biết gì hết trơn đó. Rồi cô ấy có hướng dẫn mình không? Dạ cũng có, lúc đó thì vợ em cũng có hỗ trợ. Thương cái chữ hỗ trợ. Thương quá. Hỗ trợ mà có nhiệt tình không? Dạ nhiệt tình chứ anh. Rồi cũng bữa đó là chỉ có phim nhiều tập hay là phim một là phim nhiều tập chiếu rạp? Dạ, một tập bữa đó thì cũng 4 tập. tôi đang chờ phá kỷ lục số 7. chưa phá kỷ lục rồi. Sau đó thì hai đứa có thường xuyên đi như vậy không? Dạ thì khoảng vài ngày sau thì chồng em là một cái bên đội đá banh á, đá banh cũng chuyên nghiệp, thì đá banh thì rủ em đi theo. Thì cái ngày hôm đó thì cái đội của chồng em là vô địch, nên là mọi người cùng ăn uống này kia. Thì tới tối thì cái đêm đó thì tụi em cũng đi khách sạn, thì đi từ tối đến sáng ngày hôm sau, thì tới trưa ngày hôm sau, đến trưa ngày hôm sau thì số tập dạ 12. Trời ơi, rồi phá kỷ lục. Trời đất ơi, mà mới qua được có 2 ngày à, đúng không? Dạ. Mới có 2 ngày dạ. Thôi đó. Trời ơi, như vậy dọn dẹp. Mới 2 ngày thôi, 16 tập. Trời ơi. Tức là hai đứa là quen nhau được bao nhiêu năm ta? Dạ 2 năm rồi cưới. Cưới được 2 năm. Rồi cưới, bây giờ cưới được 2 năm dạ, rồi. Dạ đúng rồi. Là có em bé. Dạ mà bé đầu thì được 4 tuổi. Bé đầu 4 tuổi. Bé sau thì được 8 tháng. Ủa 4 tuổi là vậy có nghĩa là dạ đó. Em lúc mà em cưới chồng em là nói chung là em là có bầu 7 tháng. Là em mặc đồ cưới là 7 tháng luôn. Trước khi làm đám cưới là đã có bầu rồi. Dạ đúng rồi. Mà gia đình vui không? Gia đình có bất ngờ hay là có mất hồn không? Dạ cái này là chồng em là người rành nhất. Sao Huy? Sao? Dạ hôm đó là em về quê thăm gia đình. Thì vợ em ở đây mới đau bụng bị tuột thai. Mà không biết Không biết mới đi khám. Thì lúc đó em đang ở nhà. Thế vợ em mới nhắn là tôi có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Là bữa đó em cũng hoang mang. Quýnh quán chứ. Cũng sợ mà cũng chưa có nói gia đình nữa. Bữa tối đó bạn em rủ em đi nhậu. Thì em cũng đi nhậu luôn, em cũng chưa báo gia đình luôn. Khi mà em nhậu xỉn về á, sáng hôm sau em mới nói ba mẹ ngồi đây con nói chuyện. Ngồi xuống con nói chuyện. Cái ba mẹ mới nói đừng nói mày đòi cưới vợ nha. Tại vì thấy nghiêm túc quá mà. Đúng không? Dạ. Rồi sao? Rồi sao? Rồi xong nói dạ Bảo Yến có bầu 5 tháng 5 ngày rồi. Mày nói thiệt hay nói chơi? Nói dạ con nói thiệt. Rồi xong cái là ba mẹ em mới điện thoại lên cho mẹ vợ. Rồi nói chuyện rồi xong sắp xếp ngày đám cưới. Nói gì cũng dễ. Rồi bây giờ nè, tới cái phần mà khui tật xấu nè. Bây giờ em đi na. Anh ấy có tật xấu không? Anh thấy không hiền quá trời quá đất à. Thấy gì không phải vậy là. Nói chung thì ít nói, cũng là hiền nhưng mà cọc tính lắm. Rất là cọc tính luôn, nhưng mà được cái là thương em. Em mà bùng lên cái là xìu xuống.
bất cứ chuyện gì. Có nghĩa là kèo dưới rồi đó. Dạ. Đúng không? Tại vì rất là thương em. Chồng em ngoài cọc ra thì nhậu rất là nhiều. Nhậu cực kỳ nhiều luôn. Vậy ba. Đó hả? Dạ. Nhưng mà nè chị hỏi nè, ví dụ như là trong cái suy nghĩ á, thì hai đứa có những cái mà nó mâu thuẫn với nhau không? Dạ có. Em bức rứt cái vấn đề đó là không có muốn chia sẻ với em. Rồi có khi nào mà buồn vợ mà bỏ bê vợ mà không thèm đóng phim không? Không có tập 1, tập 2, tập 3 bỏ luôn. Dạ. Nhất là cái khoảng thời gian sau khi sinh á. Vấn đề đó thì có. Khi có em bé đầu á thì em mập, nhưng mà em không có biết. Mình nghĩ là mình vì con thôi, mình không có chăm sóc bản thân. Thì lúc mà em sanh em bé xong thì em rất là xồ xề, thậm chí đồ lót đồ trong cái gì em cũng bận theo những cái bà bỉm đó. Cho nên là một thời gian gần một năm trời thì chồng em không có, rất là hiếm đụng tới em. Thì em không có biết như thế nào. Thì có một ngày đó thì chị hai của em về á, thì ở nước ngoài về thì em mới chia sẻ thẳng luôn, có ba người em chia sẻ thẳng với chị em. Tính em là cái nhu cầu rất là cao, mà chồng em lại có khi 3 tuần, có khi cả tháng mới đụng tới em thì em chịu không nổi. Bây giờ em phải làm sao, chị đứng giải quyết giùm em đi. Thì chồng em nói chung là cũng tức quá cũng nói ra hết. Thì qua cái lời nói của chồng em thì em cảm nhận đó là lỗi bản thân em. Là em sinh con xong thì em bỏ bê mình. Thì chồng em cảm thấy không có hứng khi mà nằm cạnh em. Sau đó là... em xử lý cái khủng hoảng đó như thế nào? Em quyết tâm em giảm cân, rồi em chăm sóc da, rồi cũng như là đồ lót ở đồ lót bên trong luôn. Dạ, chồng em rất là thích em bằng đồ ren. Rồi em thay đổi hết tất cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Bây giờ em cập nhật hết tất cả những cái gì đẹp hay là gì đó cho bản thân rồi, mình hiệu quả không em? Dạ, hiệu quả cực kỳ. Và chồng em hiện tại bây giờ rất là mê em ạ. Bây giờ tới phiên Huy đó. Na có tật xấu gì không? Dạ thì vợ em thì cũng có nhiều tật xấu. Thứ nhất là rất là ham ngủ, có thể ngủ tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều. Rồi tật xấu nữa là vợ em không có biết gì về gia đình hết á. Nấu nướng không biết nấu, giặt đồ không biết giặt luôn. Không giặt chứ không phải không biết, không giặt luôn. Vấn đề đó em làm hết. Vợ em là không phải người của gia đình, việc ở ngoài rất là giỏi nhưng mà việc gia đình không biết. Rồi em trong lòng em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Em thì em mong vợ em biết chăm sóc gia đình hơn, biết nấu cơm cho chồng và chia sẻ chuyện nhà với em thôi. Em chỉ cần như đó là đủ rồi. Còn Na? Dạ em thì em mong muốn chồng em là bớt nhậu đi, biết chia sẻ thì mới hiểu nhau, chứ không nói em đâu có biết đâu. Bây giờ chị nói hai đứa nha, hiện giờ á, đứng về mặt nhân dáng mà nói đó nghe, là em trẻ hơn chồng em. Thực sự từ cái chuyện đó nó dẫn đến cái chuyện như sau. Có nghĩa là khi em đã chấp nhận bạn này là chồng của em rồi thì bạn này phải là cây tùng cây bách ở trong gia đình. Và em phải cho bạn một cái cảm giác là bạn là người chủ gia đình. Và em phải tin tưởng hoàn toàn vào bạn, về cái gọi là giống như là cái trụ cột trong gia đình của mình. Và một cái góp ý nữa là nếu được thì tụi em thử đi, có thể gọi là ba với mẹ. Ba ơi, ba Huy ơi, đưa cho mẹ Na cái này để chi? Để cho con em nó thấy cái sự quan trọng của cái người cha ở trong cái gia đình này. Đó là về phía mình, về phía Na. Còn về phía em thì nếu như vợ em muốn là em cởi mở với cổ thì em thử làm lại đi, em sẽ chia với vợ em đi để vợ em hiểu em hơn. Đó thì chị thấy như vậy là tụi em quá là hoàn hảo rồi. Dạ. Rồi cứ thay đổi thử. Dạ. Nhất là cái cách xưng hô. Bữa nào á em về em thử Na, đan biểu coi, ví dụ vậy. Anh rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà em đâu có cho, em quánh tay buông ra. em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á, dám không? Dám thì làm đi, đừng có nói không làm. Tức quá. Không. Không liền đúng không? Đó, tức quá, hôn liền. Xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh. Em buồn lắm rồi. Thì anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi. Đó cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn giỡn, nói nhiều quá, giờ dám không vậy đó. Giờ em dám không xong anh cũng chở thẳng vô khách sạn luôn. Em chỉ muốn hù dọa thôi. Giờ nói vậy không? Giờ chở vô khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa. Tụi tôi bút phòng nha. Bút phòng chưa sợ luôn. Vô phòng. Đóng chưa đinh. Sợ luôn, chưa sợ luôn. Chưa sợ, đóng đinh. Không chắc từ lâu. Chứ sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh mặt gọi cho mẹ em chi. Kêu mẹ nó chơi chơi mấy phụ huynh nữa. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên.
Trời ơi, tưởng ai xa lạ. Một đôi trai tài gái một sắc. Một đôi trai tài gái sắc là rất là gọi là thân thiết với tôi. Ha, rất vui khi là được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Và mời hai em. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Thuận, cô Dân. Chị Dân. Dạ, chị Dân. Chào em. Dạ, em là anh Tài. Đó. Dạ, năm nay 34 tuổi rồi. 32 tuổi. Tính được như 34 như vậy. Trời ơi, khai mang hả? Nhiều khi em lấy vợ về rồi em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Bây giờ nó thiệt cả là em với em nhỏ bằng tuổi hay là bằng tuổi? Bằng tuổi. Bằng tuổi. Nói thiệt đi. Hiện tại em đang là diễn viên, là ca sĩ tự do. Lời tiên xin cho em gọi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cũng như là khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Vũ Ngọc Ánh, em 33 tuổi, bằng tuổi chồng của em. Em hiện tại đang là diễn viên. Rồi. Nói nghe nè, nói chung là ai cũng biết hai vợ chồng em là một cặp đôi mà trai tài gái sắc trong làng showbiz. Tuy nhiên là đồng nghiệp giống như anh đi chẳng hạn, biết hai vợ chồng em rất nhiều nhưng chưa biết về tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Dạ, tụi em á, gặp nhau không phải là thông qua bộ phim nào hết. Tụi em chưa bao giờ đóng phim chung nhau luôn. Là sau này khi mà đã thành vợ chồng rồi mới bắt đầu đóng phim chung. Chứ lúc trước là không có gặp nhau trên phim. Mà gặp nhau qua một bữa tiệc off đoàn phim của em anh ấy. Em chính lại nha. Cái đó là cái bữa tiệc khai mái phim của em. Còn cái bữa tiệc ốp đòn của cô này là không liên quan gì hết. Mà sao em lại đi? Bữa tiệc khai mái thì cái người mà khai mái cái đoàn phim của em cũng là cái ekip quay cái phim trước đó của cô này. Thế là người ta mời tới thôi. Xí soạn đi tới thôi, chứ không liên quan gì tới bữa tiệc hết. Cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó. Dạ. Và sau đó là định mệnh kéo dài tới tận ngày hôm nay. Hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốp đòn đó luôn. Dạ. Rồi sao nè, cái bữa tiệc đằng sau anh quan tâm dễ sợ. Thì tăng một thì cũng chưa có để ý nhau lắm. Lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say. Tới tăng hai thì mọi người đi karaoke. Đó. Thì cái dòng mà karaoke vô thì ca sĩ cũng ca sĩ dành dành hát. Trong đêm đó là đã có cảm tình với Vũ Ánh đúng không? Còn Vũ Ánh thì sao? Nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Dạ thì đêm cũng mà. Có Sau đó là hai đứa có nhắn tin qua lại. Trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không? Dạ Facebook, không. Facebook thôi. Đứa nào chủ động thả trước? Em Thính á. Chắc chắn Tài rồi. Em vô thôi. Ý chị này quen quá là bữa có gặp. Ví dụ như người bình thường không thích ta đâu trả lời lại đâu chị không? Không trả lời qua loa như vui. Ý em này cũng quen quá. Bắt đầu chat chít với nhau trên Facebook. Đó là bắt đầu những câu chuyện. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi. Nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng 2 tuần sau. Lâu dữ quá. Rồi nghe nè, 14 ngày là Tài tỏ tình với em đúng không? Dạ không, tụi em không có tỏ tình gì với nhau hết trơn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi. Nhưng mà em có giá mà em đâu có cho. Em quánh tay buông ra. Là những ngày đầu. Chứ xong sau đó đến hồi mà đến 14 ngày sau em mới đầu mới cho nắm tay rồi mới hôn. Thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha. Hay là gì là không có. Dạ trong xe hơi. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình đó. Dám không? Dám đi làm đi, đừng có nói không làm. Tức quá. Không liền đúng không? Đó, tức quá, hôn liền. Xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh. Em buồn lắm. Rồi sau đó thì sao? Tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Không có anh, sau đó không bỏ em đi. Bao lâu? Chắc chừng tháng. Tháng 2 yêu đẹp sao? Thì mình kể đó chứ. Không kể đi. Cuộc tình của anh với em không hề đẹp. Cuộc tình của anh với em là quá chung chuyên. Em nói chuyện 4 năm quen nhau chia tay 8 lần. Ai là người chủ động rồi chia tay? Em luôn là người chủ động chia tay. Đào hoa đúng không? Tại quá đào hoa. Mà em rất là ghen nữa. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi. Là tại vì em ghen quá. Mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác. Những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ. Nhưng mà thật ra anh không có phải vậy mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào cũng chỉ tập trung 100% vào em thôi. Đó cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay. Có một thời gian em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn á. Khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết đi thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa. Tại vì giờ em quá ghen. Cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu. Ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi sao hôm nay tự nhiên cái ông im re mà nói cái gì em cũng mừ xong em bỏ đi. Thế là người ta find out ra được cái chuyện đó là do vợ em ghen quá. Thế là mọi người xa lánh em á. Cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Trời, em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà em dạ, bị bắt cặp không? Không có lén phén.
Nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em và ông chia tay đi chăng, thì khoảng thời gian đó thì em biết là ông cũng có qua lại với những cái người mà ông có nhắn tin nha. Thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa. Đó là, đó thấy chưa, những cái gì em nghi ngờ đâu có sai. Rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó. Nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái mối quan hệ như vậy. Đó, cho nên là em ghim vào cái chuyện đó mà nó dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ tụi em nó mệt mỏi hơn. Tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng, xong lần tiếp theo là 3 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng, lần cuối cùng là 6, dạ 6 tháng. Như là yêu nhau trong bao lâu? Yêu nhau 4 năm. 4 năm mà chia tay vậy cũng gần 5 vậy rồi. Chi dạ. Là cũng như là cũng cả năm trời. Cả năm hơn, dạ. Là dành cho việc chia tay. Dạ, dành cho việc chia tay đó. Và đến cái lần cuối cùng á, khi mà tụi em chia tay mà đó là lần em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn. Thì lúc đó thì anh lại quay về. Anh muốn là tụi em tái hợp lại nữa, nhưng mà lần này em không có chịu nữa. Tại vì em nói là không, mất thời gian quá rồi, 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Em lúc đó em cũng đâu có chịu, tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời, có phải giờ em gian dở một đời chồng không? Nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện. Việc đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết. Sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một mình em thôi. Và sau em thấy được, nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn. Trời ơi, như vậy là quá tốt rồi. Hay thiệt không ông? Thiệt. Thôi, tại vì cái mối tình nó quá nhây rồi, hiểu không? Nó nhây quá rồi, em mệt mỏi quá rồi. Xong rồi lúc cưới, lúc nói giờ đám cưới luôn đi, giờ hôm chơi nó chơi quyết định cưới luôn ơi. Chơi mày, hách chơi luôn. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? Cưới nhau được mới tròn một năm. Cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn, đi quay xa? Dạ, dạ đi quay suốt. Cưới nhau xong là em có em bé luôn. Dạ, nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba, dạ, mới bé mới được có 4 tháng thôi. Mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn không? Thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu anh. Đó, cái đêm tân hôn là em chỉ có ngủ thôi. Vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi, đúng không? Em nhớ là cái hôm đó là em đi off đoàn phim của em. Thì hôm đó em off đoàn rồi, em đi tham gia cái tiệc đó rồi, sao em mới nói anh đi rước em. Thì anh đi rước, lúc đó em cũng xịn xịn rồi đó, cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn nói nhiều quá giờ giảm hông vậy đó. Giờ em giảm hông xong anh ổng chở thẳng vô khách sạn luôn. Kêu sao lúc rồi hồi đầu em hù dọa thôi, em nhà có cửa đàng hoàng tại sao không chở về nhà. Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không, giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn chưa sợ nữa, tụi lên tôi bút phòng nha, bút phòng chưa sợ luôn, vô phòng đóng đinh, chưa sợ luôn đóng đinh chắc từ lâu. Cái xong lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh mặt gọi cho mẹ em chi. Kêu mẹ nó chơi mấy phụ huynh nữa. Em xin phép đi qua đêm thôi. Ông ấy hú hồn quay ra ông nhìn em. Ông trong cái trong cái tư thế mà chạy trốn thì không, dù mà em có mét mẹ là ông trốn liền. Chứ mà bình ổn là liền không? Ổn chứ. Rồi về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời ơi nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn. đây sạm đi luôn. Đây là một cái thánh nghiện mua đồ online. Trời ơi em, ví dụ như em là phụ nữ em thích nuôi mua đồ tùm lum tùm la thì không nói đi, ông này ông mua suốt ngày, ông nằm nhà ông coi Shopee hay Lazada mua đồ quá trời luôn, mua tùm lum tùm la luôn. Mà thường cái mua gì? Em xin chính, những cái em mua là cần thiết cho gia đình, cần thiết cho con cái và vợ chồng đều xài chung. Còn những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền. Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm, vợ em chỉ thích mua đồ ở mall thôi. Thôi đi, nhưng mà em hỏi anh là anh mua một cái máy chạy bộ 20 triệu, gần 20 triệu, mua về cái để đắp mền luôn, xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym rồi thuê PT tập, để cái máy chạy bộ để nguyên luôn, không chạy, tức quá chịu được, bán luôn. Em bán hết. Dạ, xong rồi rất là bừa bộn. Trời ơi, về cái là quăng cái này quăng kia, mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa, em cứ đi theo ông dọn nguyên một cái tủ quần áo của ông á chị. Em lột ra, sao em xếp áo thun, áo sơ mi nha, rồi quần ra quần nha, quần sọc, quần dài. Mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ, mà ông nói chứ em xếp làm chi vậy? Em xếp rồi anh không có tìm được đồ, em đó. Hiểu không? Cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em. Cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền. Em tức quá anh, em nói bây giờ anh muốn lấy đồ gì? Nói em lấy cho. Giờ muốn lấy cái áo đó phải không? Để em đó, đợi xíu, luôn nè. Làm giờ muốn lấy cái gì em lại tự làm khổ mình, xong rồi mai mốt kiếm chuyện. Dạ. Hồi xưa mình em để sướng chết, em cái tủ lớn lắm, một mình em để từ ngày vợ em về, giờ em mới mua thùng để trên kho. Đồ em tống lên kho hết. Bây giờ cái tủ đồ em còn có chút xíu. Bây giờ tật xấu tài vậy là anh không đâu có tật xấu gì đúng không? Em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi, mà giờ em điều chỉnh được rồi. Nói bây giờ người ta hỏi nè. Dạ. Dạ. Thật ra cái tật xấu lớn nhất của vợ em, như vợ em đã nói là ghen.
Ghen kinh khủng, có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ. Nhưng mà đó là cái chuyện trước hôn nhân mà. Ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen vậy đó. Nhưng mà giảm được 20% giảm thôi. Giảm thôi. Bây giờ thì vẫn ghen. Có những lúc ghen tới mức mà em bực quá cái người đó mà vợ em không thích đó, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó đó, là cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ thì vợ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi. Nhưng mà có những cái tính, ví dụ như là từ trước đám cưới cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được. Là hay quên hậu đậu, không biết nấu ăn. Vậy nhà mà trong những cái đó thì không biết nấu ăn em chấp nhận được. Mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu chứ không phải là không muốn nấu, cũng muốn vô tập nấu. Nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm. Tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văng tứ tứ luôn. Để tôi nấu luôn. Em làm ơn em biến ra giùm anh đi, đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn. Tức là ở nhà là anh ấy là đi chợ đi. Dạ đi chợ nấu ăn hết. Xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén. Em chăm cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất. Nhưng mà chăm con thì sao? Chăm con thì hai chồng em chia đều. Anh anh cũng có, anh chăm con cũng giỏi. Nhiều khi còn khéo hơn em. Anh là anh tắm con khéo hơn em. Chứ em rồi em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút. Thì bây giờ nhà có hai đứa. Vợ em không dám tắm, em không tắm nữa rồi ai tắm. Rồi bây giờ nè, mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả Tài? Nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen. Chỉ có điều là ghen thì cũng còn chút xíu. Nhưng mà bỏ luôn cái đó đi, tin tưởng em nhiều hơn đi. Tại giờ em khác rồi, có con rồi. Em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn, hướng xây dựng hơn nè. Cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi. Và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né bớt đi, để cho em đừng có ghen nữa. Chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Em cảm thấy là đến cái thời điểm này thì em chọn anh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết. Và tụi em rất, em đang có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Dạ. Đó thì chị thấy là tại vì á, thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ á, sống trong một cái gia đình á, mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề á, là một cái điều rất khó khăn á. Nhưng chị nghĩ vậy nè, anh Tài năm nay 33 rồi, đã là diễn viên đã lâu rồi, đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi. Chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của Tài. Em tin Tài nhiều hơn. Tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi, cảm xúc đủ rồi, bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình. Tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên, mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy. Chị hiểu cái tâm lý đó. Còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng nào. Đúng rồi. Mình rất là mệt. Đúng rồi. Lắm. Mình cứ khổ tâm xong mình xuống sắc. Đúng rồi. Mình xuống sắc mà cái nghề diễn viên thì em biết rồi đó. Khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội. Mất gian. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Khuyên như vậy. Dạ. Cảm ơn hai em. Nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là chúc cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này. Luôn yêu thương nhau và hạnh phúc. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chúng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim, và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Hai năm nữa, xong rồi lại tiếp hai năm nữa, và cuối cùng đến mà lần cuối thì em hỏi bây giờ là có về hay không á, không về là thôi luôn. Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải gửi bạn đi cùng. Quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chín trăm chín mươi chín con hạt giấy phải không nè? Rồi, xin chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Tiến Hậu, năm nay em 34 tuổi ạ. Hậu? Dạ vâng. Hậu làm nghề gì? Em hiện tại đang kinh doanh. 34 tuổi rồi đó, mặt dạ, kẻ măng kẻ mẳng à. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Liên, năm nay em 33 tuổi ạ. Liên làm công việc gì? Dạ, em đang làm kế toán ạ. Kế toán. Bây giờ nè, anh rất muốn biết cái câu chuyện tình yêu của các bạn lần đầu tiên. Em gặp cô gái này ở đâu và em ấn tượng gì về cô ấy? Em với vợ em là bạn thân từ thuở bé, hai đứa học cùng lớp rồi, lại ngồi cùng bàn nữa, thành ra là chơi nhà có ở gần nhau không? Dạ, nhà em với nhà vợ em thì cách nhau khoảng mấy chục mét thôi ạ. Mấy chục mét là đi bộ qua được. Học với nhau đến cấp 3
Khi mà rời trường cấp 3 thì em có đi vào trong Sài Gòn. Vợ em thì ở ngoài Hà Nội học. Trong quá trình xa nhau thì mới thấy là nhớ, rồi cuối cùng là chết rồi, yêu rồi. Vâng, đấy, lúc đấy mới nhận ra là mình đã yêu ạ. Còn em thì sao? Cái thời gian mà lúc mà còn nhỏ đó là em có thích bạn này không? Hay là em không ưa bạn này? Dạ, hồi lớp 6 thì bắt đầu là em học chung với nhau. Là cô lại phát sắp xếp chung được chung bàn. Là nhìn này khó ghét lắm ạ. Ghét là lắm toàn có chia bàn thôi, gạch phấn chia bàn, là không có chơi với nhau luôn. Nhưng mà rồi cái lúc mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc ấy cảm giác em sao, có giống bạn này không? Khi mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc đấy thì bọn em vẫn đang là bạn thân. Thế sau thì cứ một tuần thì bọn em cứ gặp nhau ở trên mạng là 2 lần, và thứ 3 và thứ 6 thì mỗi lần là tranh thủ chat với nhau qua Yahoo á, là 2 tiếng một tuần như thế. Thì em cũng cứ ngày nào cũng mong là đến cái giờ đó để ra chat và để nói chuyện với nhau. Rồi đến khi nào thì mới hết yêu xa? Dạ, tụi em yêu xa là 9 năm. Wow. Chính thức 9 năm là lúc tính từ lúc nhận lời yêu. 9 năm đó là em ở Sài Gòn hết hay em có đi đâu làm việc hay như thế nào mà yêu xa dữ vậy? Dạ, trong 9 năm thì em có 2 năm là học tập và làm việc ở Sài Gòn. Sau đó là em có đi sang Hàn Quốc ạ. Là đi mấy năm? Em đi 7 năm Hàn. Em đi 7 năm nhưng mà là em có về không? Là em ở tuốt ở bên đó 7 năm? Dạ, trong 7 năm thì em có chính thức về. Khi mà nói chuyện với gia đình ấy là xin phép gia đình để đi về thì là một lần. Còn 3 lần còn lại là về, trốn về để chơi với lại vợ ạ. Coi như vợ nhớ vợ quá. Dạ vâng. Nhưng mà tụi em siêu quá. Là tại vì vậy nè, 7 năm mà dành cho 3 lần thì nó không dạ vâng ạ, tí gì hết cho hai người yêu nhau. Wow. Đúng không? Dạ vâng. Thế rồi em sao mà em chấp nhận hay quá vậy? Đầu tiên thì là chơi với nhau lâu cho nên gắn bó tình cảm, thì khi mà yêu xa thì đầu tiên là anh nói là cũng không ý định là đi Hàn Quốc mà chỉ là yêu xa trước thế thôi, còn sau khi nào mà quyết định là đi Hàn Quốc thì nói là đi 3 năm thôi. Thì sau đó anh sẽ về, nhưng mà cứ hết 3 năm thì anh lại bảo thế anh thêm 2 năm nữa. Hai năm nữa xong rồi lại tiếp 2 năm nữa, và cuối cùng đến mà lần cuối thì em hỏi bây giờ là có về hay không ấy. Không về là thôi luôn. Nó là giống như là anh tỏ tình với mình vậy đó. Là bỏ nhau luôn đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy rồi cuối cùng mới chịu về. Vậy dạ, tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Tụi em kết hôn được hơn 5 năm rồi ạ. Dạ. Là được hơn 5 năm hơn rồi. Hơn 5 năm rồi. Dạ. 4 năm. Hai bạn này cả cuộc đời ở bên nhau luôn á. Đó. Thực sự luôn á. Trong cái khoảng thời gian yêu xa như vậy thì chắc chắn nó sẽ phát sinh rất là nhiều việc. Cái quan trọng nữa là cái niềm tin. Dạ. Mà các bạn từ đâu mà các bạn lại có được cái niềm tin mà để mà giữ cho nhau cho đến coi như là 7 năm trời như vậy? Bởi vì bản thân em ấy là con gái thì em cũng rất là mong muốn là có một người yêu ở cạnh mình. Mỗi một lần mà yêu xa em rất là tủi thân. Ví dụ như là đi sinh nhật bạn này hay đi đâu đó đi chơi thì muốn là có người yêu mình bên cạnh. Nhưng mà suốt thời gian đó thì gần như là không, cho nên là em rất là hay giận dỗi với lại người yêu em. Dạ. Đòi chia tay không? Chia tay có ạ. Dạ. Bọn em chia tay đến 3 lần. Vậy thì tại sao lại hàn gắn trở lại? Dạ, bởi vì anh nghĩ là lý do là vì gia đình thì em cũng rất là hiểu. Bởi vì em là bạn thân lớn lên từ nhỏ ấy. Cho nên em hiểu về vấn đề của anh ấy gặp phải. Và thứ hai nữa là em nhìn thấy sự chân thành của anh ấy. Đó là em mang đến đây chương trình là một cái bình hạc giấy. Cái bình hạc giấy này thì bình thường thì sẽ là con gái gấp. Nhưng đây rất đặc biệt đó là chồng em gấp. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chồng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim. Và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Em có mở ra em đọc hết mấy con giấy này chưa? Dạ chưa. Em mới đọc có một ít chưa? Tại vì mãi đến năm 2014 khi chồng em về nước thì chồng em mới mang về. Lúc đó thì có chồng em ở bên cạnh rồi nên em cũng đọc chỉ một số ít thôi ạ. Còn bây giờ nếu như anh muốn á, em khui ra, dạ, em mở một con hạt giấy ra em đọc bất kỳ nghe. Bất kỳ. Dạ vâng. Và em cho anh với chị Vân mỗi người một dạ, con. Rồi. Anh với chị Vân sẽ dạ, mở ra coi luôn. Dạ vâng. Tò mò quá vậy Bin. Dạ. Rồi em đọc trước đi coi ông viết cái gì. Xong rồi tới chị tới anh Bin. Dạ. Tính đến thời điểm bây giờ là 12 năm rồi chị. 12 năm. 12 năm. Dạ. Ngày 18 tháng 6 năm 2018. Vợ à, cố lên, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cố lên nhé. Rồi tới chị Vân đi. Ngày 2 tháng 9 2008 nè. Đọc coi. Chà, mắt sáng quá ta. Sáng lắm. Ngày 2 tháng 9 năm 2008. Liên ơi, anh nhớ em quá. Ủa, tự nhiên anh xúc động ta. Liên ơi, anh nhớ em quá. Xong thì gọi cho anh đó, anh yêu em. Ngày 8 tháng 1 năm 2009, sao thế nhỉ? Người tôi yêu đã bị dị ứng. Em hãy cố lên nhé, Liên. Anh chẳng biết làm thế nào, chỉ động viên em thôi. Cố lên, cố lên.
Dạ. Nói rất là xúc xếp động. Lại đi cưng, xếp mình đi. Đang dạ. Rất được là rồi. Xúc động với những cái dễ thương những quá cái lời đây là những cái lời mà gọi là sinh hoạt rất là bình thường, những cái dạ. Lời chút xíu thôi, nhưng mà chị cảm giác lúc đó em ngồi em xếp, em tưởng tượng là em đang nói chuyện với Liên dạ. Đúng không? Một mình em cô đơn ở bên xứ lạ dạ, quê vâng. Người dạ. Thế rồi cái ngày mà chồng em về thì sao? Đó là sau khi mà đến biết tin và chồng và chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải gửi bạn đi cùng để di ra và đón chồng về cùng. Bạn ừ. Trai. Đó. Dạ. Rồi cái lúc mà thì cái thấy cảm giác đó từ... là giống như kiểu vỡ òa tim mình. Em về lần nào cũng thế, thì thường thường là hai đứa sẽ chạy thật nhanh đến, xong là ôm nhau khoảng mấy chục giây, xong đó sẽ nắm tay nhau không? Đi về. Dạ, hạnh phúc thì đôi khi có rớt nước mắt ạ. Vâng. Vỡ hòa chứ. Chắc dạ, là vâng. Liên khóc nhiều nhất đúng không? Và dạ. Sau đó bao lâu thì cưới nè? Dạ, sau khi anh ấy về khoảng 10 ngày là bọn em tổ chức đám cưới á. Chà, cũng lâu dạ. Quá. Dạ. Vâng, nhanh lâu quá. 10 ngày mới cưới. Cưới liền chứ bây giờ đi xa quá rồi. À. Rồi bây giờ là hai đứa là đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ, còn gia đình em thì ở Bình Dương ạ. Các em có mấy bé rồi? Bạn em có một bé 4 tuổi ạ. Một bé 4 tuổi rồi, dạ. Như vậy là quá hiểu nhau rồi. Vậy dạ. Thì bây giờ nè cho hỏi nè, dạ. Tật xấu của anh ấy là gì? Dạ. Hả Liên? Lúc mà về rồi thì em cũng thấy là tật xấu của anh ấy là hay quên. Tới lúc mà đưa con đi học nhá, thì con thì ngồi nằm sau với xe mà xem điện thoại nên là không có tiếng động gì cả, mà đưa con đi học thì quên, đưa lên thẳng lên cơ quan luôn, công ty luôn. Chưa là học. Coi như là dạ. Đưa con đi học nhưng mà đi ra cơ quan luôn. Dạ. Còn mà ở nhà mà có dặn bảo anh là sửa giúp em cái gì đấy là tôi bảo lát nữa anh làm nhưng toàn quên. Em mà có ghi lên giấy dán lên tường ấy thì cũng vẫn cứ quên. Rồi tiếp theo nữa. Dạ, cái thứ hai là nóng tính đấy ạ. Nóng tính nhưng mà có bao giờ quát nạt và động tay động chân gì tới em không? Dạ, cái đó thì không, nhưng mà nhiều khi mà ở chỗ đông người ấy, hay cáu nhăn mặt với em lắm. Thế nên là cái đấy là tính xấu của chồng em. Em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn là anh ấy thì kiềm chế cái sự nóng tính hơn. Và nếu mà em có sai hay chỗ đông người gì đó thì cứ về nhà nói từ từ với em ấy. Với lại đặc biệt là phải cải thiện trí nhớ một tí, tránh quên. Rồi dạ. Mà em, tới em, cô ấy có tật xấu gì? Vợ em thì chắc là ham ngủ. Hai nữa là ngày trước thì nấu ăn em thấy là cũng ok lắm. Nhưng mà dạo gần đây kiểu là lười làm sao nấu ăn. Làm là, sao ấy? Vâng, vị nó nhạt đi rồi. Đấy, với hai nữa là mỗi lần nấu ăn xong ấy, chén đũa rồi xong nồi là thôi rồi. Nguyên một mớ luôn. Ai muốn làm gì làm. Dạ đúng rồi ạ. Ăn xong là vắt chân lên, xong là bảo em nấu rồi, bây giờ là đến lượt anh là phải dọn thôi. Tôi là người nấu còn cái chuyện dọn là mặc kệ. Dạ đúng ạ. Rồi nhưng mà vợ em là tánh có nóng hoặc là có hay cáu giống em không? Vợ em thì có cái tật là đang ngủ mà ai mà có động chạm gì đến là hay cáu gắt lắm. Vâng. Ngay kể cả đi xe cũng vậy, bật điều hòa mà nó lạnh một chút thôi là cũng cáu gắt lên với em liền. Cáu gắt luôn. Là cáu bẩn á, có là hay cáu cáu bẩn. Dạ đúng rồi đúng rồi. Nhưng mà cái thời mà yêu xa đó là thường là bao giờ chắc thế nào cũng nói anh về đây em sẽ chăm sóc anh, em sẽ chăm sóc, em sẽ lo dù lắng quá, cho còn dạ, bây giờ thì sao? Đợt mà em cũng ở bên đấy thì cũng dụ em về nhiều lần, bởi vì là về là anh về đây anh làm việc bên đấy vất vả rồi về đây em là đấm bóp, vâng đúng rồi, chăm sóc rồi đấm bóp rồi này kia, nhưng mà và em thấy là từ được đúng một lần đấm bóp giờ bây giờ mỗi một lần đấm bóp rồi lại bảo bảo chứ sao trước ngày em bảo là đấm bóp cho anh thì lại nói là thì đợt trước anh về em đấm cho lần rồi thay. Ý là thế, đấm rồi lần đó em đấm rồi. Dạ em đã thực hiện lời hứa rồi. Dạ vâng đúng rồi đấy. Bà này quá khôn. Dạ. Bây giờ cái nguồn kinh tế là ai là người kiếm về? Dạ thực tế thì là nguồn kinh tế thì em thấy là hai đứa giống hai như đứa. Nhau nhưng mà ai là làm kinh doanh. Vợ em thích đếm tiền, em lại cứ để nhường hết cho vợ. Và mỗi lần em muốn mua cái gì hoặc em muốn làm một cái gì đó thì sao? Thường thì em cứ mua theo sở thích của vợ em là chủ yếu thôi. Ví dụ vợ em mà muốn máy tập chạy hay là mua cái gì gì đấy là em cũng chủ động hỏi tiền, nhưng mà nếu mà hỏi không được là em cũng chủ động đi mượn tiền để phải tự đi kiếm tiền. Dạ đúng rồi đúng rồi. Vâng không được. Dạ không, em cứ vay mượn xong rồi người này cũng phải trả thôi. Cứ vay mượn người này người kia xong rồi mua xong rồi lại vợ em lại trả. Tại nhưng mà hỏi trực tiếp mà đưa thì lại không đưa cho trực tiếp. Dạ em. Vâng đúng ạ. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Bởi vì là trong quá trình sống với gia đình nhà em thì vợ em chưa có hòa đồng được với lại bên nhà nội. Mong muốn vợ em là cải thiện cái mối quan hệ giữa vợ em với lại mẹ em cùng với lại tất cả mọi người trong gia đình nhà nội. Vâng.
Rồi. Có nghĩa là hiện giờ là em với vợ em đang sống riêng. Dạ vâng ạ. À, mà gia đình em thì ở dưới Bình Dương. Dạ vâng. Còn gia đình của vợ thì ở đâu? Gia đình em ở Thái Bình ạ. Ở Thái Bình, hiện giờ vẫn đang ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ chị hỏi em nè, lý do gì mà em vẫn chưa hòa đồng được với mẹ chồng với lại mọi người trong gia đình? Chắc là cũng chỉ là do văn hóa gia đình chồng em chuyển vào đây sớm lâu rồi ấy. Cho nên là sống theo phong cách miền Nam thì nó sẽ thoáng hơn một chút. Còn em thì kiểu ngoài Bắc thì nó sẽ có thể là mà nó phong cách sống của nó hơi khác nhau thôi ạ. Thì bây giờ một tuần hay là một tháng dành 2 ngày trong 2 cái cuối tuần về với ông bà, dạ, thì một điều nhịn chín điều lành, các cụ có gì đi chăng nữa thì với bổn phận mình là dâu, dạ, mình cứ coi các cụ như cha mẹ ruột của mình, dạ, để các cụ vui, các dạ cụ vui thì chồng em cũng vui. Dạ, dạ. Rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp ảnh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký, nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy, và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Do vậy em thấy là thôi, số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa một... là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ, đúng kiểu rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hay hài mà nó vui. Vui chứ, vui mà chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Tái ngộ. Dạ, lại tái ngộ nữa à? Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai hài hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 là suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha, cha, cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có đâu quý vị. Mới đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Luân rất may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ, tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Gọi vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thì quá là xinh xắn vậy đó à. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ý sinh năm 82, còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con, em là chó già. Ê, cái cặp này bắt trend kịp ghê. Bắt trend sao chị? Bắt trend ra nè, bắt trend ra nè, dạ, nghe cái nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ý hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng, chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn, cái mặc, nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên đúng là một người anh, một người cha vậy một đó. Người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là sugar daddy, còn em trời là sugar baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar daddy, sugar baby. Dạ không, mặc dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là sugar baby. Ồ, dạ. Vậy cuối cùng là ai là sugar lớn? Sugar mommy. Trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là sugar baby của sugar mommy. Như vậy thì là em gạn lọc hơi trong, em tìm được cái mommy sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ em tìm được cổ trong chùa. Em biết. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là
kháu khỉnh dễ thương, và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai cũng vậy. Cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Cười. Khi em đi chùa làm các khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam không mấy cấp gì cả mà cổ quét dọn lau chùi này kia để phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ôi vậy đó và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ánh giật đó, đó là sao, sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng, anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa. Em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy. Và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm. Mà lại, bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng mà thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ Luân lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là... Nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ và Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường, ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau liều nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ lại em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng. Thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa. Cô mới bảo là thôi mày, giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm. Mà nhà của bạn ấy khoảng 20m2 mà có ba mẹ con ở. Không có tiền, thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình, bán được 200.000. Rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội, thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó núp cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không còn cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền. Thì em để cái điện thoại trên bàn, thế là trộm nó cướp mất luôn. Rồi em không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ, từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ, kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. Đăng ký kết hôn thôi. Dạ, vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus. Đúng ra là trong năm nay. Dạ, thì là nhưng mà
trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ, trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy với em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện là ăn nó không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á đang dạ. chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng dạ. rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi. Em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Vâng. Dạ. Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Thế là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao khi mà Luân dạ. Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em được phá lên cười chúc mừng. Thế là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa, cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng mày không bị vô sinh, mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á, tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Rồi có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo, làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có là nghĩa một... là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ, đúng kiểu rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài mà nó vui. Vui chứ, vui mà chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ, công việc xong về ngủ, Lan đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, ai trước nấy khi ở... có baby á, là dạ. ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi dạ. thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi dạ. Là quyết định về ở chung dạ. để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng dạ. không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé, thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và dạ. chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người là lên đây để mà kể tội nhau nè. Dạ. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ vạch mặt đó. Bắt đầu. Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt. Tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh. Anh luôn á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng, mà anh luôn anh ở trong nhà vệ sinh mấy tiếng đồng hồ. Em bảo là anh ơi xong chưa cho em vệ sinh đi vệ sinh với, mà anh ấy đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. À bữa nay mới biết được nha. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng. Và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài Mắt Na Cha Cha là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Dạ. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Dạ, phải ra ngoài. Dạ. Rồi tiếp tục. Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên bây giờ tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi. Alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả, anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Là anh rất là hay quên. Thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa hình như sáng mình ăn chưa ta?
không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi, không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ, phải lưu vào điện thoại. Thì cũng muốn mua cái gì đó hẹn gì phải liền. Lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Yeah. Tôi cũng vậy. Nhưng mà khổ. Thuận quỷ luôn hả? Lương. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha. Xong ghi hết. Nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá, tại vì nặng quá rồi còn đau nhức tùm lum. Thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn làm quá một người việc. Nghệ sĩ lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ đó con là hơn. Phần mong muốn đúng không? Mong muốn luôn. Dạ. Em mong muốn thay đổi luôn đi, mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh. Anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn. Em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có một cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về. Xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời ơi em mừng quá, em mở mắt ra em chạy ra khóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Trời thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp đó là luôn luôn lấy tiền của em. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em nó mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cổ, và hàng ngày cổ mới ra mới vô và cổ đếm luyện tập đếm hoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện tay rồi. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy còn lại nguyên. Rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, cổ ghê á. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắt nai cha này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng. Nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ nữa con không? Ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên. Rồi vậy là giống Bí Ngô y chang luôn. Hay đó. Là đứng trên cao lao 12 xuống. Tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm. Mình nhìn thấy là thôi, lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó không ở. Đúng là tâm lý của người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà đây mất tiêu rồi. Đâu rồi. Cô này là thuộc môn thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia. Cộng với em nó nít mẹ em ơi. Em thì không, mình phải vì an toàn uống trà đánh cờ nho nhã cha. Một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không và có bao giờ bị dính lừa không đó? Ai, bị ai? Bạn này cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn đúng thay đổi gì? Em mong muốn cổ thay đổi gì nè? Em mong muốn là cổ sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cổ có một cái cuộc sống nó đầy đủ, do vậy mình phải làm việc. Và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sao chưa về nữa. Thế là thế nào để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống
cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn, nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em, nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia, thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi xuống khổ không, quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô nhưng... thấy chưa? Cả cộng đồng xã hội nhìn tôi như một thằng đi làm hoài không về với vợ con. Trời ơi tôi khổ quá. Thật ra không phải là đi làm suốt, là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào em... cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy. Nghĩa là chồng là gì? Là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để bữa này không hiểu. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi xuống không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, con yêu mình nữa. À, riêng cô bé kia là cô yêu em đó. Cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Lưng, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Em hát thử anh nghe đi. Trời, cái bãi vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Cua trong bao lâu á thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là một tháng cua ổng em tốn kém dữ lắm. Tại vì tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Và từ khi mà khoác cái này lên là cái hiện này nguyên hình là bắt đầu. Hiện sao chung thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Mời cặp vợ chồng của bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Hôm nay Trung và Thanh cảm thấy rất là hạnh phúc khi tham gia chương trình, bởi vì đây là một chương trình rất là yêu thích với Trung và Thanh. Trung có thể giới thiệu kỹ hơn về công việc của em hiện giờ. Dạ, công việc của em là thiên về sáng tác và âm nhạc thôi. Còn bà xã? Dạ, em tên là Trần Kim Thanh. Hiện tại thì em đang làm quản lý của một nhà hàng. Dạ, em 26. Hai em là biết nhau khi nào? Tụi em biết nhau năm 2010. Thì lúc đó là tự nhiên cái em rảnh quá, em phải tìm cái gì đó học để nó hết thời gian. Cái là em mới nghĩ ra là đi học hát nhảy múa. Cái em mới hỏi bạn thì bạn cũng giới thiệu cho em là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hồng Di. Thì ba nhạc sĩ đó là nổi tiếng với lại chắc dạy hay lắm mới nổi tiếng. Em cũng nghĩ vậy á. Xong cái em mới nhờ bạn xin số. Em gọi ổng, em hẹn ổng để gặp mặt để nhờ ổng dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát trong cuối cùng. Dạy hò dạy hát luôn. Đúng không? Nhưng mà học được lâu không? Em học được lâu không? Dạ em học có ngày vậy. Có ngày luôn. Trời ơi. Một ngày chắc hết hồn bụng thầy luôn. Dạ không. Cái ông thầy này chảnh lắm. Em hẹn mấy bữa luôn, ổng mới cho em được một tiếng để gặp. Gặp xong cái ông nói đi. Gặp ổng mình cũng bị choáng váng, mình không nói được luôn. Tại sao lại choáng váng? Nó đẹp mà nó cũng hơi lạ lạ. Rồi lúc mà em gặp vợ em á, cái cảm giác em sao? Lúc đầu em thấy dễ thương thôi. Cái em muốn coi cái nói gì trước. Giờ cái ngồi nói chuyện rồi nói là em muốn học hát. Em mới hỏi là em hát thử anh nghe đi. Trời, cái bãi vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại một lần nữa. Dạ, để cho anh nghe đi. Anh cho anh nghe. Dạ, đi thôi, đi. Thôi anh hát cái gì mà. Ở lúc đó có hai người à, còn bây giờ đông lắm mà em. Đông mà đông. Không sao đâu, ở đây không ai nghe đâu thiệt á. Không, đó thôi anh ơi, từ khi anh nói vậy là em bỏ luôn ý định học hát. Lại hát một câu thôi mà. Thôi nghe. Hát câu đi. Một câu một thôi. Chị muốn thực sự là coi lý do gì á mà Trung nói em đừng có theo người hát. Đừng hát không? Hát câu rồi đành. Ê, ông đang sướng. Hát đi Thanh. Hát đi. Thôi cho anh càng nữa đi. Em mất rồi em không hát. Cảm ơn chúng ta đã hát rồi. Thôi em dạy cho em xin phép hát một câu trong bài Mộng Thủy Tinh. Mà đúng ngày rồi. Xưa em khơi lại cái nỗi đau của em.
Lê chân buồn thương trên đường khuya trên lối xưa. Đó. Ý vậy. Là cũng có kiểu đó gì á? Là cũng không nghe chị thấy là hát không có dở nha. Dạ. Em nó khai thật đi lý do gì mà em khuyên vợ rồi, em cái là này là em biết hát. Là sau này cưới về ông mới khai thật em á là không phải ông em hát dở. Mà ông nói em là hát giống cải lương á, ông không có dạy cải lương. Không phải luôn, em nói lý do đi chung. Dạ, nói có hai lý do thì là... Lý do thứ nhất á, là giọng của bạn này á là hợp với dòng dân ca hơn. Lý do thứ hai á, là em thiệt là em cũng có hơi có cảm tình với bạn này. Mà thấy bạn này cũng ngây thơ mà nó non nớt á. Nên em không muốn bạn này dấn thân vào. Đó, ta gặp một cái là người ta đã thấy sấm sét ở trong lòng người ta rồi, người ta muốn giữ riêng cho người ta rồi. Sau cái buổi mà từ chối đó thì hai người có thường xuyên liên lạc với nhau không? Sau cái buổi cà phê đó là em thấy là hơi buồn buồn rồi. Cái em nghĩ là chắc là không gặp mình nữa đâu. Cái tự nhiên bà rủ uống cà phê xong ăn cơm nha anh. Nghĩ chắc ngày mai không gặp nữa đâu. Cái đồng ý cho bà vui. Cái ăn cơm xong rồi nói chuyện trên trời dưới đất khác thấy cũng vui. Cái sau đó là tự nhiên hứng nhau rủ đi coi kịch. Cua trong bao lâu á thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là... Mà một tháng cua ổng em tốn kém dữ lắm. Tại vì tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Buổi đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Em đi ăn tối thôi rồi về. Trời sao chở thẳng ra Phương Trang luôn. Em kể tiếp đi. Xong rồi ra Phương Trang luôn, hỏi cái gì đây nè. Tự nhiên đi lên Đà Lạt luôn. Rồi, bây giờ chính thức yêu nhau là khi nào? Là sau cái chuyến đi Đà Lạt? Dạ, vâng. Sau chuyến đi Đà Lạt. Vậy khi mà yêu nhau thì hai đứa có vui vẻ hay là có cái gì bất chắc? Chắc chắn là phải ghen rồi. Dạ không, lúc đầu không ghen cho nên em mới thương. Dạ. Giờ ghen rồi, bây giờ biết ghen rồi hết thôi. Rất là tâm lý, đi đâu không hỏi gì hết, em làm gì cũng không dám ý kiến gì hết. Cho nên em mới, đây là một cô gái tâm lý, cô gái biết thông cảm, biết chia sẻ, hiểu, thương. Rồi bắt đầu lộ ra nguyên hình nguyên trạng. Và từ khi mà khoác cái này lên là hiện nguyên hình. Hiện sao chung? Thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Có thể gọi là vỡ mộng không chung? Bình thường thôi. Tại vì cái môi trường em làm việc là em cũng tiếp xúc với lại nhiều bạn ca sĩ, nhiều bạn người mẫu xinh đẹp. Nhưng mà thường vợ em ghen như thế nào? Cấp độ mấy? Dạ, cấp độ là tự kỷ, tự dằn vặt. Rồi, tự dằn vặt rồi. Rồi mặt như cái mền. Như cái mền. Dạ, chứ không nói, không ý kiến, không... Có nhéo, có ngắt. Sao anh, sao anh? Nhưng mà em thấy á là em ghen á là em thấy em hiền lắm luôn á. Em ghen á là em sẽ tự buồn thôi chứ em không bao giờ em quát ổng đâu. Cái đó mới làm cái người nhạy cảm với em cảm thấy bị day dứt. Là thí dụ thà là nói thẳng với em không thích anh nói chuyện thân mật với người ta này kia thì em biết để mà em điều chỉnh cái này. Cứ tự buồn rồi em cứ nghĩ tại sao mình làm cho bả buồn hoặc là tại sao bả lại buồn này kia. Em cứ suy nghĩ hoài cho nên em cũng mệt. Và thường thì em tìm được lời giải đáp đúng không? Dạ, thường là cái câu trả lời đó nó nằm ngoài suy nghĩ của em. Có trận ghen nào mà giận em bộc lộ không? Khác cái tự kỷ đó. Có trận gần đây là em ghen mà phải nói là em phát điên luôn. Tự nhiên đêm có số điện thoại nào á, cái nhắn tin tới là anh ơi này anh ngủ chưa, ra gặp em được không. Rồi lúc đó mình đi lên ha, cái kêu ổng dậy mà ổng đang nằm ngủ. Anh này của ai nhắn vậy? Anh nói anh không biết. Cái nó dạ anh hỏi lại đi, cái nói là em hỏi đi. Nhưng mà em không dám hỏi. Tại em sợ em gọi người ta là chửi em nữa sao. Em mới tức quá, em lấy điện thoại em nhắn lại. Em ơi, giờ này vợ anh đang ngủ em nhắn gì, vợ anh buồn sao. Cái xong cái nó nhắn lại, ủa anh nói là vợ anh đâu có dám cầm điện thoại anh đâu, mà sao vợ anh biết được. Cái lúc đó là kêu ông dậy dậy hết để ông nó ông buồn ngủ quá ông không ngày mai nói chuyện. Em tức quá em không ngủ được. Cái xong rồi sáng ông còn đang ngủ á, em bồng thằng nhóc á qua nhà bạn ở luôn. Nhưng mà em xuống xin với ba má ảnh là má con về nhà ngoại chơi á, mai mốt không lên nha, phải nói dối với ba má vậy á để cho ba má khỏi lo. Em bồng đi 2 ngày ông không nói năng gì luôn. Lúc đó ông lo ông sáng tác. Ông không nói năng gì luôn ông mà cái cảm xúc tức quá, sáng tức quá xong rồi cái nhắn tin để mà chọc tức ổng nổi điên lên để ổng chửi lại hay ổng quan tâm, thà rằng ổng chửi nhưng mà ổng cũng có quan tâm. Không trả lời luôn, trời lúc đó không biết làm sao luôn á. Cuối cùng em tự về. Cái quan trọng là tôi muốn nghe cái khúc sau, không biết làm sao.
thì tức quá cái mình nói thôi bây giờ nếu không quan tâm thôi ly dị đi, không sống với nhau nữa. Để xong rồi ông cũng im lặng sao, đến chiều tối mới nhắn tin xin lỗi này kia các thứ, xong cái ông đi đón về rồi lên xe luôn, lên liền. Ủa mà chung lý do gì mà vợ mình đi vắng 2 ngày như vậy mà em lại im liền? Mừng quá chứ. Dạ, mừng quá cũng được tự do hớn hở, hơi thoải mái giúp em đi đá banh với bạn. Trời ơi, chung rồi. Cho nên không, nói chung là em cũng bị một cái từ là em hơi vô tâm. Với lại cái tính là nếu mà em rơi một cái cuộc tranh cãi nào đó, nếu em thấy em đúng em sẽ im lặng. Ê, nhưng mà em có biết rằng là vợ em đang ghen không? Em biết là đang ghen. Cuối cùng hay là chồng có giải quyết cái tin nhắn đó là như thế nào, và cái lỗi đó thuộc về ai? Thì em đã nói rồi, cái tin nhắn đó người ta nhắn tới anh không kiểm soát được. Em đâu biết được là người ta nhắn cho em. Nhưng mà cái đó là bạn gái cũ của anh thì anh phải nói. Tự nhiên cái nói anh không biết ai hết, cái đến khi mà em mò ra được á, em hỏi anh biết tên bé đó là tên vậy đó, anh biết ai không, cái nói cái đó bạn quay cũ lâu rồi không gặp nữa. Thì lúc đó mới thú nhận. Nhưng mà bản thân ảnh á là anh nhớ dai lắm, nhất là số điện thoại của con gái anh nhớ dai lắm. Mà làm sao mà anh quên được số điện thoại của bạn gái cũ nhưng mà giả vờ em nữa. Chuyện nó xảy ra lâu chưa cơ? Cách nay có 6-7 tháng rồi. Vậy là lâu rồi. Mà chuyện đó là cái trận ghen mà ghen dữ nhất đúng không? Dạ. Ghen mà này gọi là ghen lịch sự đó quý vị. Ghen lịch lãm. Đứa nhỏ nhà là ai chăm sóc nhiều hơn? Vợ em chăm sóc em nhiều hơn. À vậy. Dạ. Hả? Ví dụ như đêm mà con khóc hay là này kia nọ đó, có bao giờ mà em thức dậy em chăm? Dạ không bao giờ đâu chị. Không bao giờ. Cái mấy bữa mà con khóc á, cái em nói anh ơi dậy phụ em đi, em mệt quá. Ờ anh biết rồi, cái lấy em bê ba á chị. Em vô lỗ tai mở lớn lên ôm gối ngủ tiếp. Nghĩa là đeo vô đó là một hình thức, nghĩa là chống, là chống chống ồn. Con chống ồn, cái đó là chống ồn đó. Thì đó chống cái khóc đó. Tại vì cái đó là em cũng nói lại luôn là em với lại bà có cái mâu thuẫn về nuôi dạy con. Em muốn tập cho nó cái tính tự lập, nó tự ngủ. Còn bả là thấy nó khóc hay là nó nhõng nhẽo là lại chiều theo nó, cho nên rất là mệt. Mỗi khi mà bả có công việc đó bả đi cả ngày á, thằng nhóc ở nhà với em thì nó rất là bình thường, nó chơi tự chơi này kia rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà bả ở nhà là bắt đầu nó nhõng nhẽo này kia lên đó, thì em cũng nói là nếu mà đã mâu thuẫn về ghét vậy con vậy thì em phải chịu cái hậu quả của cái sự nuông chiều đó của em. Là buổi tối nếu mà nó không tự ngủ được thì em phải chịu hậu quả đó. Sâu xa quá. Dạ. Bây giờ Trung nè, sau khi lấy Thanh về, Thanh có thật xấu? Như là hay tự kỷ, cứ bắt người khác phải hiểu mình. Mà em đâu phải là thầy bói đâu, cái nào hiểu được đang nghĩ giùm đầu. Nếu em hiểu được thì em đi làm thầy bói cho nó nhiều tiền. Nếu mà không hiểu là chắc là không quan tâm. Có nghĩa là từ cái chuyện đó mà suy ra nhiều cái chuyện khác, không quan tâm là không yêu, không còn yêu nữa, không hợp nữa, ly dị. Đúng rồi. Chứ lúc trước thì khác, lúc trước thì dành thời gian cho em nhiều, còn bây giờ toàn là chuyện rồi nhạc rồi đi đá banh. Em bây giờ có em bao nhiêu bây giờ là bây giờ có ai câu được con cá rồi mà cũng phải banh mì con cá rồi để nhét mồi vô cho con cá nữa. Đó là lý do tại sao mà vợ chồng thường hay ly hôn là vậy đó. Có nghĩa là bây giờ là cá phải tự ăn đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em mong muốn vợ em là cái gì cũng nói cho em biết, nói ra thì sẵn sàng mình làm. Nếu mà những người nào không làm thì mới chắc là tệ. Thế còn thành tật xấu của Trung là gì? Hay hành hạ người khác đêm khuya lắm. Mình đã chăm con mình mệt rồi, 2-3 giờ sáng còn khều. Khều làm gì? Em ơi, anh đói bụng quá, anh xuống nấu gì cho anh ăn đi. Mà lúc đó mình đang ngủ ngon rồi, chắc nhiều lúc đó mình cảm thấy tủi thân, con ở. Có bao giờ em nói là thôi anh đói anh tự nấu, em mệt lắm em muốn ngủ lắm, có giờ em nói câu đó không? Tại vì em không nấu là ông nhịn đói luôn à. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì nữa nè? Ông muốn làm gì cho em, ông tự giác ông làm đi, ông đừng có hỏi đi hỏi lại nhiều. Vậy rõ ràng ở đây cái điều mà hai bạn muốn thay đổi về nhau nó hoàn toàn là tỷ lệ thuận với nhau chứ đâu có tỷ lệ đúng rồi đâu. Ví dụ như Chung á, là Chung muốn em nói. Đừng có giấu cái gì trong lòng nữa, em muốn ở chung điều gì thì em phải nói ra. Còn em á thì em lại muốn là Chung tự làm cái điều đó đi, đừng hỏi em và đừng để em nói ra. Làm sao mà được? Đó là một cái điều mà hoàn toàn là hai người song song không bao giờ gặp đúng. Nhau được nếu như mà hai người đều không tự điều chỉnh thôi, chứ cũng cần phải thay đổi điều chỉnh. Tại vì ở đây nó không phải là bản chất, ở đây nó chỉ là một cái sự việc là chưa tìm được cái tiếng nói chung thôi, đúng không? Hai người tự điều chỉnh một chút xíu được không? Thì chúc hai vợ chồng em hạnh phúc hơn nữa, và riêng bản thân Chung sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa đến với công chúng nha.